đây được nhà thì xây lại mặt cáo à, thì ở trên phía trên là lập tôn à, phía hai bên thì đóng vách thiết à. À, đây mọi người cũng đang lợp lại phần tôn phía trước nhà. Đấy, thì ngôi nhà mình cũng sắp được lợp lại xong rồi. Thì nhà này còn dựng vách với làm lại cái nền nhà tô phía bên trong nữa là xong rồi đó các bạn. À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tới đây để quay lại những hình ảnh mà ngôi nhà của cô Thị Hen. Hôm trước mình có nhận mình sửa lại ngôi nhà, làm lại ngôi nhà mới cho dì đó. Thì hôm nay ngôi nhà làm lại xong rồi. Dì Hen thì thuộc hộ nghèo của ấp. Ở đây thì ấp hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng là cô Trần Thị Như hỗ trợ cho gia đình. Đấy, hôm nay thì ngôi nhà cũng được làm lại xong rồi, mình tới đây mình quay lại những hình ảnh lúc ngôi nhà làm lại đó các bạn. Rồi cùng gia đình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng có cái ngôi nhà mới như vậy nè. Đây mời các bạn cùng vào trong với mình nha. Đây mình quay những hình ảnh lúc cái nhà làm lại rồi. Đây hôm nay niềm vui cũng rất là lớn. Đây ngôi nhà thì được làm lại theo kiểu nhà mái kết. Phía trước là xây mặt cáo, rồi ở đây là cuốn nền. Đây cái nền làm rất là cao. Đây phía bên đây là tường được tô lại hết rồi đó. Phía bên trong này cũng được thêm đất rồi rất là cao ha. Đây, đây phía bên này là dựng vách thiết này. Ở đây mình tận dụng cái tôn cũ ở nhà này mình dựng vách. Đây phía bên này là mình dựng tôn mới nè. Thì do mình xây dựng trong cái điều kiện là gói ghém nó chi phí khoảng 25 triệu, thì mình làm được phần cuốn nền, xây mặt cáo, xây vách buồng với lại lợp tôn. Đây tiền mua cây này, dựng vách à, xả cây với lại tiền công thợ. Đây phía bên trong này cũng được dựng vách ha, phía này là lợp tôn ra tới là sau luôn. Thì hôm trước do mình tính toán là mình làm cái nền hơi vừa vừa thì đã chán lại luôn. Nhưng mà ở nhà thì muốn làm cái nền lên cho cao, thành ra bây giờ mình không có đủ tiền để làm chán luôn cái phần nền này. Thì ở đây ở nhà sẽ làm lại cái phần nền sau. Thì như vậy cái nhà nó cũng ấm cúng rồi. Nay được dừng vách rồi lợp tôn lại. Này đấy, thì cái nhà hôm nay được làm lại rất là đẹp. Vậy còn thêm cái phần nền chán nền nữa là xong rồi. Đó thì các bạn thấy nhìn cái nền rất là cao ha. Lúc đầu mình cũng dự kiến là tiền này mình đủ chán luôn cái phần mặt trên, nhưng do ở nhà làm cái nền cao quá, thành ra chi phí mình để dồn vô cái phần nâng cái nền lên này, thì cái mặt trên nó lại không có hồ. Chi phí làm cái nhà này là 25 triệu, tính luôn phần công thợ và người nhà phụ tiếp. Ở đây thì còn gắn cửa với sơn lại nữa, chán cái nền lại nữa thì cái nhà này rất là đẹp.
Đấy thì ngôi nhà cũng được làm lại xong, do điều kiện ở nhà cũng đơn chiếc, với lại mưa gió nhiều quá, cái nhà mình nhận cũng hơi lâu. Rồi hôm nay làm xong ngôi nhà cũng rất là mừng. Thì gia đình cũng có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng có ngôi nhà mới. Đây, nhà này cũng nghèo mà con cháu lại đông nữa nên khổ lắm. Hôm nay được cái nhà ấm cúng như vậy em rất là mừng. Vô học hết chưa? Phía sau mình còn cũng bề bộn quá ha, tại vì cái nhà cũ mình dọn cái này hết ha. Thôi vậy cũng mừng quá rồi. Dạ yeah, im rồi. Mừng lượng liêm, mừng quá tới khóc cái mày. Nó gặp tao đó. Trời chị ơi, em mừng quá rồi. À, con chào dì ha, chào chú Hùng. Thì hôm nay cái nhà của mình là cũng được xây dựng lại xong rồi đó. Thì cái nhà của mình là do cô Trần Thị Như hỗ trợ một số tiền 10 triệu đồng, và phần còn lại thì do ấp hỗ trợ mình làm lại ngôi nhà mới. Đi gá. Thì hôm nay ngôi nhà mình làm lại xong rồi đó, rồi dì có những lời nào phát biểu hay là những lời gì muốn nói với cô Trần Thị Như ở bên thì Mỹ? Cảm ơn cô Trần Thị Như, rồi quá trời mừng rồi. Dạ. Mừng quá mừng rồi, được cái nhà gì. Dạ. Rồi bù thêm được có mấy triệu mà được cái nhà ở gì quá trời mừng rồi. Dạ. Cảm ơn nhà tài trợ gì đó. Dạ. Hết số mừng dữ lắm rồi đó. Dạ. Rồi cảm ơn hết các cô, các chú, có chức có quyền á, với mà ủy ban rồi đó, cảm ơn hết trơn luôn. Dạ. Thì hôm nay ngôi nhà của mình làm lại xong rồi ha. Thì cũng do điều kiện là mình có không làm được nhanh thì, nhưng mà hôm nay cũng được xong rồi, ngôi nhà mình cũng hoàn thiện rồi. Thì con cũng chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe, rồi từ đây sắp tới cái ngôi nhà của mình nó ấm cúng rồi đó, nhà mình cũng không còn phải lo khi trời mưa đến nữa. Con chúc gia đình mình nhiều hạnh phúc nha. Đây là lãnh đạo của ấp, đây là anh Trung Hùng, trưởng ấp của ấp Vĩnh Lợi. Đây chú có vài lời phát biểu với bà con ở nước ngoài, đặc biệt là cô Trần Thị Như với lại các bạn đang theo dõi trên YouTube. Thì lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho chính quyền địa phương ấp. Yeah. Thì thứ nhất là xin cảm ơn chỗ các chú, các anh cũng như các bác. Yeah. Các chị Mạnh Thường Quân đã tạo điều kiện giúp cho nhân dân của ấp Vĩnh Lợi của tôi. Yeah. Xóa đi được cái căn nhà siêu dẹo. Yeah. Nhằm để coi như có căn nhà mới để che nắng che mưa. Yeah. Rồi đồng thời coi như là cũng rất mong Mạnh Thường Quân. Yeah. Tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa để làm sao như địa phương của chúng tôi. Yeah. Xóa tất cả các nhà còn lại như nhà siêu dẹo còn lại. Yeah. Cuối cùng thay mặt ban đạo ấp xin kính chúc cô chú anh chị cũng như là Mạnh Thường Quân. Yeah. Có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Yeah. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Thì hôm nay ngôi nhà mình cũng xong rồi, thông qua đây thì con cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô Trần Thị Như, cảm ơn lãnh đạo ấp đã hỗ trợ gia đình cô Thị Hen làm lại cái ngôi nhà mới. Thì hôm nay ngôi nhà mình đã được làm lại xong rồi, thì kính chúc sức khỏe tất cả mọi người, kính chúc sức khỏe cô Trần Thị Như, cô Thị Hen. Thì hôm nay cũng làm lại xong rồi, gia đình cũng có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng gia đình vào nhà mới ở. Thì hôm nay mời các bạn cùng theo dõi bữa cơm gia đình, cùng ăn chung với gia đình hôm nay ha. Rồi thôi tốt, con chỉnh à. Rồi mình ăn bữa cơm gia đình đi. Hôm nay ngôi nhà của dì Hen cũng được cắt lại
lại xong rồi các bạn. Thì hôm nay mình ngồi đây để ăn một bữa cơm gia đình với dì Hen. Thì hôm nay có ngôi nhà mới mình đó, thì ăn để chung vui với gia đình của dì. Mưa lắm bóp mà nhà này không ấy là rồi sớm lắm, mà tại vì do mưa quá, mưa cái đợt mưa đó rồi mưa không nữa. Mình ra làm không được, cái nhà này nó chậm tiến độ. Để đâu anh đến chưa? Vô chùa. Chùa Bà Thánh. Bà Thánh. Mình sẽ ăn trời cây mấy hàng phù hợp á, hàng nợ luôn. 500 cái hàng thẳng á. Ừ. Ghê, cực. Cặp qua cái mạng của lợn thôi, bà bông cái mắm á. Ừ, năm nào mà sẽ to luôn á. To luôn. Thank you.